Thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị năm mới vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động gây sốc giới tử vi. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được thần Phật hộ giá, tránh họa đắc phúc, tiền bạc ùn ùn kéo đến như mưa, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe. Tất Tỵ mạng hỏa số này, căn chi tương thuận gặp may hên hoài, hiền lành có trí học hành, thông minh năng động tài nhanh hơn người, thuận sanh xuân hạ tốt tươi, công danh gia đạo cả mười đều nên, kịch sanh lỗ sâu khó bền, tha phương lập nghiệp tuổi tên ở đời, trung niên là lúc gặp thời, bốn phương phúc lộc sáng người công danh, đỉnh cao sự nghiệp đã thành, tình duyên hạnh phúc an lành yêu thương. Kính thưa quý vị, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phù quý, quả thật không sai, trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ ít nhiều khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì, nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Và theo luận giải mới nhất của giới tiên tri tử vi, cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ khi sinh thời đã mang trong mình nhiều phẩm chất tốt đẹp, Ất Tỵ thông minh, sắc sảo và tốt bụng, nhưng lòng tốt của họ lại luôn bị kẻ khác vùi dập, người khinh kẻ ghét, phải chịu nhiều đắng cay, buồn tủi và thậm chí là những khổ nạn từ người khác mang lại. Nhưng bước sang năm mới 2024 tới đây, chính là thời khắc định mệnh đổi vận giàu sang, làm nên một kiếp đắc tài phú quý của bạn. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ là lúc đón nhận thiên mệnh, chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, trúng quả giàu to, hết khổ sạch nợ. Bao nhiêu vất vả nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng, nhà rộng xe sang, con cái thành đạt, cuộc sống sung túc 10 phân vẹn 10. Vậy, để biết được vận trình người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ diễn ra như thế nào? Trong 6 tháng tới này, vận trình có điều gì cần chú ý để gặt hái thêm nhiều thành quả như ý? Thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé! 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong hệ tử vi đổ số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Ất Tỵ sinh năm 1965. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Ất Tỵ. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Ất Tỵ trong năm 2024, chi tiết như sau. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Ất Tỵ với nạp âm hành hỏa do can Ất Mộc ghép với chi Tỵ hỏa, Mộc sinh nhập hỏa, can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, số có quý nhân phù trợ, càng về già càng có nhiều phúc phần, gia đạo an yên, sự nghiệp thành toại. Theo tử vi 12 con giáp của người Việt, tuổi Tỵ cầm tinh con rắn, được xếp ở vị trí thứ 6, đại diện cho sự may mắn, biểu tượng cho sự nhạy bén, linh hoạt và có phần bí ẩn. Bởi vậy tuổi Ất Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Người tuổi Ất Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Họ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh,
thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Ất Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Có điều, nhược điểm của con giáp này là tính chiếm hữu quá lớn, có phần giảo hoạt, dễ khiến người khác mất cảm tình. Bù lại họ có khả năng đối nhân xử thế khéo léo, thành thục, có ngoại hình sáng sủa và tâm hồn lãng mạn, xinh đẹp người người. Trong cuộc sống tuổi Ất Tỵ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình. Họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng. Ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc, giấu kín trong lòng. Tuổi Ất Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, họ sẽ sẵn sàng dùng cách riêng của mình để hạ gục đối thủ. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Người tuổi Ất Tỵ thuở nhỏ khá vất vả, về sau mới được an nhàn. Nếu sinh vào mùa xuân và mùa hạ thì số được sung sướng, nhàn hạ. Đặng mà sinh vào mùa thu và mùa đông thì vất vả, cực nhọc cả về thân xác lẫn tinh thần. Tuổi Ất Tỵ nam mạng cuộc đời gặp nhiều may mắn, nhưng lại hay khổ tâm dù cuộc sống đầy đủ. Tuổi nhỏ vất vả, đến hậu vận mới được an nhàn. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh tài trí, cũng có khéo thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Họ thường được lợi, được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành thì khả năng thành công lại càng cao. Nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn. Vạn sự tiến hành theo chính đạo thì tất được cát lành. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh. Đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Ất Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh, kiếm tiền, sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc gia đình. Tuổi Ất Tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ tuổi Ất Tỵ có phần nhút nhát, yếu mềm. Khi trưởng thành họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương, quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Ất Tỵ dễ xúc động và mũi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác khi có thể. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc mệnh hỏa, phú đăng hỏa, giải nghĩa nạp âm phú đăng hỏa, tức là ánh lửa phát ra từ ngọn đèn soi sáng, sưởi ấm con người, mang tới sự may mắn, bình an và hạnh phúc cho vạn vật. Xét sự tương quan giữa mệnh, thiên can, địa chi của tuổi so với năm giáp thì ta thấy tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa tương hợp với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can Ất bình hòa với can giáp, địa chi Tỵ bình hòa với thìn. Điều này dự báo những thuận lợi, may mắn sẽ đến với tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có chính quan cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Tài lộc cũng thuận sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Chuyện tình cảm cũng được thuận lợi, có dự báo có tin vui và hỷ tín trong năm giáp thìn. Nhìn chung, Ất Tỵ khi bước sang tuổi 60, cuộc sống của bản mệnh được bình an trọn vẹn, chỉ cần sống lương thiện, không màng danh lợi, tránh xa thị phi, vui thú điển viên, giữ tâm đức sáng trong, thì người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc tuổi già. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2024. Bước vào giai đoạn đầu năm 2024,
là lúc đánh dấu bước trở mình của Ất Tỵ ở phương diện công danh sự nghiệp, khi được nhiều các tinh hậu thuẫn, được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, Ất Tỵ lấy lại những gì đã mất trong năm 2023. Dù ở môi trường nào, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Thêm cả sự xuất hiện của quý nhân có lợi cho bản mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, tuổi Ất Tỵ có thêm sự xông xáo, dám nghĩ dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Công việc trong năm mới có nhiều tín hiệu tích cực, kế hoạch tiến triển suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Đặc biệt nhờ thương quan trợ lực, người làm kinh doanh buôn bán cũng có nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thương hiệu của mình. Công việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng. Có điều, tuổi Ất Tỵ dù có đạt được nhiều thành công lớn, nhưng cũng rất vất vả, lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần lưu tâm để ý nhiều hơn tới phương diện này. Dự báo tài chính của tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024. Phương diện tài lộc của tuổi Tỵ trong nửa đầu năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán sáng sủa không kém, do công việc có nhiều thuận lợi, thêm vào đó là được quý nhân che chở, chỉ dẫn con giáp này dễ đến với thành công hơn. Tuy nhiên, để có thành tựu lớn thì yêu cầu con giáp này sự kiên trì và tỉnh táo trong mọi vấn đề. Chớ lơ là chủ quan nhé, với người làm cố định công việc ổn định, nên thu nhập của bản mệnh cũng được đảm bảo. Chỉ cần quý bản mệnh chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Bản mệnh cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm 6 tháng đầu năm 2024 này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng, mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Nó sẽ giúp bạn hạn chế những khoản mất mát không đáng có, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại. Để thể hiện bản thân trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm. Vì thế, giai đoạn đầu năm mới này, bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn nhé. Tử vi sức khỏe tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2024. Sức khỏe bản mệnh nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh, thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày, bản mệnh nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà Ất Tỵ cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà. Đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý, sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Đi lại, làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn kẻo có thể phải đụng dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2024. Bước sang 6 tháng đầu năm mới Giáp Thìn, hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều bất ngờ với sự giúp đỡ của bộ ba ngôi sao tốt lành Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Việt. Đây là các tinh chủ về đào hoa, hỷ tín, hứa hẹn những điều thú vị trong đời sống tình cảm của con giáp này. Nhìn chung, bản mệnh có thể yên tâm với các mối quan hệ tình cảm, gia đạo, làm ăn của mình, gia đình êm ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành giỏi giang, chăm ngoan, người đang sống độc thân có thể đón thêm cơ hội tình cảm. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2024, vận trình tình cảm có ấn tình vượng, khiến bản mệnh trở nên chững chạc, có nội tâm nhân hậu, nên dễ dàng được mọi người yêu quý. Với cách đối nhân xử thế hài hòa, coi trọng nhân cách và nội tâm, bạn dễ dàng có được sự ủng hộ từ người thân hay bạn bè, người độc thân vì vậy mà cũng dễ dàng tìm được mối nhân duyên cao. Ngoài ra với tinh thần trọng tình cảm, biết dùng nhân tâm, người này cũng có một cuộc sống vẹn toàn, hòa thuận, gia đạo êm ấm hạnh phúc. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng đầu năm mới, Ất Tỵ có vận quý nhân vượng, gặp khó có người giúp sức, không lo thân cô thế cô. Tiền bạc cũng có khoản tích lũy nên tiêu xài khá rủng rỉnh. Nhờ có cát tinh thiên đức hỗ trợ, nhiều người bán được rất nhiều hàng, mang về doanh thu rất lớn nhờ biết chọn mặt hàng đúng dịp,
Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể nhận được khoản tiền thưởng, lì xì Tết đáng kể so với mọi người. Tuy nhiên, đừng vì vui quá mà ăn nói hàm hồ, tương hình khiến bản mệnh dễ bị mang tiếng là kẻ vô ơn. Hãy xem lại lời nói, hành động nào đó của mình có vô ý làm tổn thương đến ai mà bạn không biết hay không nhé. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Về công việc, nhìn chung mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, có sự thay đổi tích cực về vị trí công việc hay chiến lược phát triển mới. Dù thế nào, bạn cũng được hưởng lợi từ thay đổi này, có thêm nhiều cơ hội thăng tiến do Nguyệt Mã Cát Tinh mang tới. Trong tháng Nguyệt Lạnh Lâm Đế Vượng, tài vận có dấu hiệu khởi sắc, có thể tiến hành đầu tư ở quy mô vừa và nhỏ. Có điều, cả năm bản mệnh chịu ảnh hưởng cục diện xung thái tuế, tháng này lại có kết tài rình rập, nên đầu tư theo kiểu ăn chắc mặc bền, nhìn thấy lợi nhuận là rút ra để tích lũy, tránh kiểu ồ ạt một mất một còn. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Vận trình tháng mới tương đối tốt đẹp, mưu sự lớn nhỏ gì đều khá thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ khi thấy kết quả mới biết được, nếu đang làm mà bỏ dở giữa chừng coi như công cốc. Tuy nhiên, sức khỏe là vấn đề bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn, cẩn thận vấn đề đi lại tránh gặp họa huyết quang hoặc hình thương nhé. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ có vận khí khá yếu ớt, ám tàng nhiều hung hiểm, bản mệnh có thể sẽ đương đầu với không ít trở ngại. Làm bất cứ việc gì bạn cũng tuyệt đối không được khinh suất, lấy ổn định làm trọng, để chờ thời cơ tốt. Sức khỏe cũng dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim phổi, ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể. Tình cảm có chút rắc rối vì sự mập mờ nào đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi do đương số cả giận mất khôn. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi năm 2024, tháng này thực thần mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống người tuổi Ất Tỵ. Nhờ đó mà bạn trở nên lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Bạn cũng rất cởi mở trong việc gặp gỡ, giao lưu và nhiệt tình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người khác nhờ sao thiên vu che chở. Nên lúc này bản mệnh chăm chỉ làm ăn, linh hoạt, biết chăm chút cho công việc của mình. Nhờ đó mà có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tam hội xuất hiện cho thấy bản mệnh khá xuất sắc trong việc đối nhân xử thế, và người ấy cũng không thể trách cứ bạn trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng tình cảm lâu bền, bạn nên xây dựng từ sự chân thành, thấu hiểu, đừng cố tạo ra vỏ bọc khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi trong tương lai. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng này công việc không có trở ngại gì, làm nhiều át được hưởng nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng bị mất trộm tiền của hoặc đồ quý giá. Kinh doanh có lời, đầu tư có lãi, làm công ăn lương được đề bạt tăng lương hoặc thăng chức nhỏ. Đón tin vui về con cái trong nhà. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. 1. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Ất Tỵ năm 2024. Năm 2024, nam tuổi Ất Tỵ gặp sao Vân Hớn, hạn Thiên La. Vân Hớn là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Ngoài ra, cần đề phòng khẩu thiệt, đau ốm, nóng nảy mồm miệng mà gặp tai hình, kiện cáo. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Còn gặp hạn Thiên La, mệnh chủ dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Tiểu kết, vận hạn năm nay chủ về những mâu thuẫn, thị phi trong lời ăn tiếng nói, nhắc nhở bản mệnh nên dĩ hòa vi quý, tránh nóng giận, đặc biệt là đối với các thành viên trong gia đình. Ở độ tuổi này, sự nghiệp của mệnh chủ đã có quỹ đạo ổn định, đây là lúc nam Ất Tỵ giảm bớt khối lượng công việc, lùi về sau để điều hành hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm cho con cháu. So với tuổi trẻ lao lực làm việc, bản mệnh giờ đây hướng về cuộc sống chiêm nghiệm, tĩnh lặng, bình thản nhiều hơn. Khi tuổi tác đã tăng dần cũng là lúc con cái lớn khôn, trưởng thành. Đây là điều hạnh phúc của những người làm cha mẹ, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa nỗi buồn man mác khi con cái xây dựng cuộc sống riêng, bận rộn với công việc. Nam Ất Tỵ nên tự tạo niềm vui cho chính mình, suy nghĩ tích cực, tạo điều kiện để thế hệ trẻ có thể phát triển sự nghiệp. Cách hóa giải sau Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo tập trung để đề phòng thương tật, hạn chế mâu thuẫn. Năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử,
chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ. Lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ sẽ ra to. 2. Bình giải sau hạn cho nữ mạng tuổi Ất Tỵ năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, năm 2024, nữ mạng tuổi Ất Tỵ gặp sao La Hầu. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng riêng tài ách giữa đàng phải mang, tháng 7 bệnh tật lan tràn, câu chơi khấn Phật rõ ràng mới yên. La Hầu là hung tinh, thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Sau này xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Nếu tiến hành việc quan trọng nên tránh hai tháng này để đề phòng bất chắc. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thừa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động giày văn thư. Gặp hạn Diêm Vương cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng, pháp luật, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, vận hạn trong năm nay chủ về thị phi, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, nhắc nhở mệnh chủ nên tạo cho mình thói quen suy nghĩ tích cực, lạc quan, không màng lời gièm pha thì cuộc sống sẽ được bình an. Ở độ tuổi này, Ất Tỵ nữ mạng chỉ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, thong thả, không nên tham công tiếc việc mà làm lụng quá sức, ảnh hưởng đến tinh thần. Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe của bản thân, sống vui khỏe để con cháu không lo lắng, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà sự vội vã khiến ta không cảm nhận được. Đôi khi những bữa cơm quây quần bên gia đình, dành khoảng không gian riêng để thiền định, tụng kinh niệm Phật sẽ giúp tinh thần của nữ Ất Tỵ được thanh thản, nhẹ nhàng, không âu lo. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp Ất Tỵ gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu da cam vượng sự nghiệp. Người tuổi Ất Tỵ thường xuyên sử dụng các món đồ có màu da cam sẽ giúp bạn nghiêm túc, tập trung hơn trong công việc, được tiếp nhận một số hạng mục và nội dung công việc hoàn toàn mới để nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn. Màu xanh lá vượng tài lộc. Nếu dùng nhiều màu xanh lá, con giáp này sẽ dễ đưa ra được những quyết định chính xác, đem về nguồn thu rủng rỉnh. Những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư. Bạn cũng sẽ quen được với những bạn bè, đối tác tốt, được đối phương giúp đỡ hay mách nước cho những thông tin quý giá. Màu tím vượng tình duyên. Màu tím giúp đường tình duyên của bản mệnh nở rộ. Bạn có thể bất ngờ được lời bày tỏ của người mình thầm mến đã lâu. Nhờ thế mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển rất nhanh, thậm chí có thể dẫn tới hôn nhân chớp nhoáng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Ất Tỵ, xanh dương, xám. Hai màu sắc này có thể kích thích sự tự mãn và khoe khoang của người tuổi Ất Tỵ, khiến bạn có cách hành xử không đứng đắn, từ đó khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân, dễ bị đối phương bày mưu hãm hại. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, bất cứ sự việc, sự vật nào cũng đều có hai mặt, được và mất, được cái nọ thì mất cái kia, rất công bằng. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu người ta bớt so đo hơn thua, được mất. Đối với một điều đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nếu thất bại hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau. Không ai có cái nọ mà lại đủ cái kia cả. Có người có tiền tài, nhưng lại thiếu sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích không quá cao, nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nghĩ ta sẽ thấy thiếu sự công bằng, nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người. Có người cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm. Một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với vài trăm đồng,
nhưng khi có nhiều tiền rồi, anh ta sẽ phải tiêu gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui. Khi sở thích của bạn thay đổi, cảm nhận của bạn với mọi vật cũng sẽ thay đổi theo. Khi bạn càng nhiều tiền, giá trị đồng tiền sẽ càng giảm. Khi bạn đang đói, một miếng ăn nhỏ đã làm bạn hài lòng, nhưng khi bạn no bạn sẽ không còn thấy vị ngon của đồ ăn nữa. Người nhiều tiền lo bị trộm, bị cướp, nhà rộng lo quét dọn, ăn nhiều sợ béo, ăn ngon quá lại sợ chết. Chúng ta có thể thấy, người có tiền bây giờ toàn ăn những đồ như rau xanh, hoa quả, hạt ngũ cốc, uống nước rau dại, nước tiểu mạch. Đây đều là những đồ ăn xưa kia của người nghèo hoặc động vật. Tôi bỗng nhớ câu chuyện, có một con cáo, nó nhìn thấy trong vườn có một cây nho trĩu quả. Nó thèm lắm nhưng tìm mãi không thấy đường vào. Nó bỗng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào, nhưng lỗ thủng lại nhỏ quá. Nó không thể chui vào trong được, con cáo chờ ngoài hàng rào 6 ngày không ăn gì. Sau đó nó đã gầy hẳn đi và dễ dàng chui được vào trong vườn và nó sung sướng thưởng thức những trái nho thơm chín mọng. Nhưng sau khi ăn rất no rồi, con cáo phát hiện ra với các bụng to thế nó sẽ không thể theo đường cũ ra ngoài được. Nó sẽ dễ dàng bị chủ vườn bắt, vì thế nó lại phải nhịn ăn 6 ngày. Lại một lần nữa nó gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Vậy là, con cáo đã không gặt hái được gì sau những gì nó đã trải qua. Thực ra, nếu chúng ta có cả thế giới này, thì chúng ta cũng vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù bạn có đến 100 chiếc giường, thì bạn cũng chỉ ngủ được trên một chiếc. Cho dù bạn có hàng nghìn đôi giày, bạn cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù bạn có gọi hàng trăm món ăn, thì cuối cùng bạn ăn được bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là đầy một cái dạ dày của mình mà thôi. Sự có mặt của mỗi người trong cuộc đời này là để thử nghiệm cuộc sống. Có thể họ sẽ khác nhau về tiền tài, địa vị, nhưng trải nghiệm về hạnh phúc, niềm vui thì đều như nhau. Thế nhưng niềm vui của người có tiền sẽ khá phức tạp, niềm vui của người nghèo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời, người có đến mấy bạn trai, bạn gái, không chắc đã hạnh phúc bằng người chỉ chung thủy với một người mà thôi. Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ phải đứng sang bên mà ngắm nhìn. Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến thật bất ngờ. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác. Có người mất nó trước, có người mất nó sau. Nhưng tổng thể nó là một lượng không đổi. Bạn đã từng vui thế nào thì buồn bạn cũng sẽ nhận một lượng bằng như thế. Đến khi chết, mọi việc đều như nhau. Cái chết sẽ làm cân bằng cuộc sống. Khi chết, sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo. Không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần, thì khi chết đi anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là phần đau khổ. Đây là điều công bằng tuyệt đối. Có người đạt được 3 phần, có người đạt được 7 phần, có người có trước, người có sau. Có người không có được gì, người có trước có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có sẽ không bị mất. Tổng số sẽ luôn không đổi. Vì thế, sống trên đời không nên tính toán quá. Không cần phải cố ý bận tâm, hãy cứ vui cố gắng trải nghiệm hết cuộc đời này để không phải hối tiếc. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị khán thính giả sống bình an hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa. Để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.